始めたいと思います。Minh Sensei, onegaishimasu. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy nhiệt tình comment, like, share cái livestream này đến mọi người để cùng nhau học tiếng Nhật nhé. Hãy, 1番. Ogawa-san ga modotte kitara shirasete kudasai. Ogawa-san ga modotte kitara shirasete kudasai. À, bạn Quý Tộc rất là nhanh. Modotte là quay lại, san bằng. Ngọc Tường san bằng, Thanh Nhàn san bằng, quay trở lại. Đúng rồi, một lần chúng ta viết ra ý nghĩa thì chúng ta sẽ nhớ được cái chữ Hán và từ vựng đến lâu hơn đấy mọi người ạ. San bằng, ok, check shimashou. Sekai, san bằng desu ne. Modoru là động từ quay trở lại, đúng không? Thế bây giờ các bạn thử comment về cái cách dịch của câu ví dụ bên trên nhé. Chúng ở đây là anh Ogawa, đúng không? Ogawa-san ga modotte kitara. Tara, mọi người học rồi đúng không? Câu 1 thì mình sẽ dịch như sau này. Sau khi mà anh Ogawa quay lại thì shirasete kudasai, hãy thông báo cho tôi biết nhé. Ok không mọi người? Toàn là những từ vựng chúng ta đã học rồi đúng nào? Còn lại ba đáp án 1, 2 và 4 chúng ta cùng tìm hiểu về chữ Hán cũng như là ý nghĩa của nó mọi người nhé. Chữ số 1 này, okuru. Okuru của chúng ta chính là từ gửi. Nimotsu wo okuru, gửi hành lý chẳng hạn này. Chữ số 2, kaeru. Có bạn nào comment ý nghĩa cái này chưa? Đúng rồi, kaeru chính là từ về. Kaeru, chính xác. Kaeru là về. Yong bằng yotte là của động từ yoru. Yoru. Bạn Quý Tộc Sàng có comment là số 4 là say. Say cũng được đúng không? Yotte có thể chia là từ yoimasu là say. Ngoài ra thì yotte cũng có thể là yoru. Yoru là gì nhỉ? Là mình ghé vào đúng không? Sư bà ni yoru này, hay là komini ni yoru. Đúng nào? Nếu anh Ogawa quay trở lại thì hãy thông báo cho tôi nhé. Hãy rất là tốt. Vì vậy câu 1 chúng ta cực kỳ đơn giản rồi đúng không? Không bạn nào làm sai cả. Ok. Mọi người đã xem được câu số 2 chưa? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem chữ Hán này sẽ được đọc là gì mọi người nhé. Cả 4 đáp án thì đều có các cụm là chữ học, chúng ta đều quen thuộc rồi đúng không? Vậy chữ đằng trước sẽ được đọc là gì ạ? Tuấn Còi dông bằng, Song Hỷ dông bằng, hay Ngô Thị Bình dông bằng, hay Bảo Long Sang trả lời là kinh tế học à? Kinh tế học, ii desu ne. Phương Anh Phan đúng không? Dông bằng môn kinh tế học, đúng rồi. Ở đây là trong môi trường đại học đúng không? Dai ga kude. Vì vậy sẽ liên quan tới một môn học nào đó chúng ta học trên trường. Benkyou shite imasu. Tức là tôi đang học môn kinh tế học hoặc là môn quản trị kinh doanh ấy mọi người. Tôi đang học quản trị kinh doanh tại trường đại học, đúng không? Cho lại đáp án của chúng ta là yonban desu. Keigaku. Keigaku. Kinh doanh học, đúng rồi ạ. Nguyễn My Sàng yonban. Ok. Rồi, cả 3 đáp án còn lại là 1, 2 và 3 thì không có cách đọc cho chữ Hán này. Nên chúng ta sẽ loại luôn mọi người nhé. Imamade nani nani ette kureta tsuma ni kansha shitai desu. Hey, san bằng ni ikimashou. Chữ này đọc như thế nào mọi người ơi? Tuấn Còi lão tử số 2, Bảo Long 2 là hỗ trợ. Hỗ trợ. Minh Quang 2, Vương Hà 2, Thiên Kim 2. Và cách đọc đúng của nó chính là từ sasai là nâng đỡ, đúng không? Trong câu này mình có thể dịch như sau này. Tôi rất là muốn làm gì nhỉ? Kansha. Kansha là thể hiện sự biết ơn, đúng không? Thể hiện sự cảm ơn. Hay tôi rất là muốn cảm ơn đến ai đây ạ? Sư mạng, đến người vợ của mình, đúng không? Người mà imamade từ trước đến nay luôn luôn sasai tekudeta, luôn luôn hỗ trợ, giúp đỡ, ở bên, đúng không? Là người hậu phương vững chắc của tôi. Hay, với cách đọc là shieru và kasaeru thì không có mọi người nhé. Nên chúng ta sẽ loại luôn số 1 và số 4. Còn chữ số 3, mọi người bây giờ chúng ta tập trung này. Số 3 có cách đọc là osaeru thì mang nghĩa là gì nào? Osaeru to wa doyu imi desu ka? Osaeru, ép. Ép, Chữ này thật ra là có 2 chữ Hán nhé. Đây mọi người theo dõi này. Chữ Hán số 1. Osaeru. Mọi người có thấy quen không? Osaeru. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là mình giữ, ví dụ như là giữ cửa này. Cái thứ hai là ôm, ví dụ như là mình ôm bụng, đúng không? Ôm bụng khi mà bị đau bụng này, hoặc là gọi là ôm đầu, đau đầu chẳng hạn. Còn một chữ Hán nữa là chữ này ạ. Chữ này thì mình sẽ có hai cách dịch, một là hạn chế, ví dụ như là hạn chế calo, hạn chế chất béo này, còn một nghĩa nữa là kiềm chế, ví dụ kiềm chế cảm xúc. Đó, nếu mà bạn nào chưa biết cách đọc cũng như là chữ Hán của từ này thì mọi người memo lại thêm nhé. Biết đâu đến thì năm nay người ta lại rơi trúng vào chữ này thì sao? Đấy, thà học thừa không được bỏ sót, đúng không? Đó, thì không chỉ là chúng ta đọc được sasai được, đúng không? Mà mình còn học thêm được một từ vựng rất là hay nữa. Memo shite kudasai nhé. Rồi, mọi người chuyển sang câu số 4 nào. Chữ Hán này có cách đọc là gì và ý nghĩa là gì nhá? Hương Giang Khổng Ba đồng phục, Tuyết Yuki đồng phục, Bảo Long đồng phục. Ok, chắc là cái phần này sẽ không làm khó được mọi người đâu, đúng không? Vừa là từ vựng và cũng là chữ Hán của đầu N3 nên chắc các bạn sẽ nắm rất là kỹ. Chang chang, chính xác, rất là tốt. Mọi người chọn được đáp án đúng là san bằng Seifuku. Nếu nhìn chữ này, mọi người được tiếp xúc từ N5 rồi đúng không? Chính là chữ phư cự của chúng ta, nói về quần áo. Vì vậy, mình sẽ có thể loại trừ 50-50 bởi đáp án số 2 và số 4. Nếu đọc là phư thì bắt chữ desne chắc chắn là sai rồi. Còn chữ số 1, chữ yo phư cự, thật ra nó cũng có cách đọc này và có chữ Hán riêng của nó. Mọi người có biết chữ yo phư cự mang nghĩa là gì không? Comment shite kudasai ne. Matemasu yo. Người của cửa hàng, mọi người đều đã mặc đồng phục giống nhau. Hay. Người của cửa hàng thì mọi người đều mặc đồng phục giống nhau. So desu ne. Có hai bạn là Quý Tộc và Thiên Kim cũng đã viết luôn chữ Hán cho chúng ta rồi đấy mọi người ạ. Chữ Hán này chính xác là yofuku. Yo, đây là chữ yo nhá. Còn bên cạnh là chữ fuku là chữ phục này rồi. Là âu phục, những cái quần áo hàng ngày thoải mái mà chúng ta đang mặc. Hai. Vì vậy chữ phục chúng ta có hai cái từ vựng liên quan là yofuku và seifuku. Oboete kudasai. Ok, tiếp tục câu số 5 của chúng ta như sau. Tamura-san ga tegami o yonde naite ita. Hay, naite. Trực muối là 4, Như là 4, Thảo Mon là 4, Gieo Huế 4, Tiến Nguyễn 4. Ok, chính xác. Đáp án 4 mọi người nhé là naku. Naku là khóc, đúng không? May quá. Anh Tamura đã mếu khi đọc bức thư. So desu ne. Tên riêng này, anh Tamura này. Yonde tức là sau khi đọc lá thư, đọc bức thư thì anh ấy đã naite ita, đã khóc, đúng không? Chắc hẳn là cảm động đây, hoặc là một mẩu tin, một câu chuyện buồn gì đó. Bạn Ngọc Tường, 2 là nước mắt, 3 là buồn. Hay. Thế còn 1 là gì? Anh Tamura đọc bức thư xong và đã khóc. 2 là nước mắt, đúng rồi. Đấy, Hỷ Sàng cũng vừa học hôm qua đúng không? Từ số 2 đây, chính xác. Nó sẽ là từ namida, đúng không? Namida là nước mắt. Cả ba đáp án này thì đang lừa mọi người là ở cái đuôi it, nhưng thực chất đây là cách chia sai nhá của những từ này. Một là yêu, đúng rồi, chính xác. Một đây là chữ luyến, luyến trong luyến ái, tình yêu ạ, thì nó sẽ được đọc là koi, đúng không? Trong từ koibito. Đó. Còn từ số 3 là gì nhỉ? Số 3 là cô đơn. Số 3 là buồn, đúng rồi. Đây là chữ bi. Nghe bi là các bạn đã thấy buồn rồi đúng không? Trong từ bi thương, bi thảm là kanashi mọi người nhé. Kanashi. Hay. Kanashi, một tính từ đôi y cũng khá là quen thuộc, có nghĩa là buồn. Hai. Sugi, 6 Sore wa gyaku desu yo. Sore wa đó là cái gì đúng không? Bạn Hỷ Sàng chọn 3, Bidat. Phương Anh Phan chọn 3, Bạch Trang 3, Vương Hà 3, Hoa Nguyễn 3, Thúy Nguyễn 3. Đấy. Vũ Xuân Trường chọn 3, Ngô Thị Bình chọn 3, Sakura chọn 3. Cái này bị ngược rồi nhé. Đúng rồi, vì vậy là đáp án số 3. Đấy. Ok desu ne. Chữ này chính là chữ nghịch. Nghịch là trong từ nghịch cảnh, nghịch lý, đúng không? Là thể hiện cái gì đấy nó đối ngược, mang tính chất trái ngược nhau. Vì vậy câu này đơn giản thôi, mọi người sẽ hiểu là cái đó bị ngược rồi nhé, đúng không nào? Cái đó bị ngược đấy, so desu ne. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu ba đáp án còn lại nhé. Chữ số 1 là chữ đổ, chúng ta sẽ gặp nhiều nhất là trong từ này. Ok, rồi chữ số 1 ở đây mình đang có từ tochiu. Quen thuộc đúng không? Tochiu là giữa chừng. Từ số 2, ok, từ số 2 hơi khó một chút đúng không? Chữ này có âm Hán Việt là chữ tấn và chúng ta sẽ gặp từ vựng như thế này. Đấy, mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Từ này có cách đọc là từ jinshoku. Ok chưa? Chữ tấn và chữ tốc. Tốc thì mọi người biết rồi, thể hiện tốc độ, sự nhanh chóng đúng không? Vì vậy jinshoku chúng ta sẽ dịch là mau lẹ hoặc là nhanh chóng đấy. Tochiu, ok. Từ số 4 thì đây là chữ tạo, mình sẽ gặp trong từ tsukuru. Mọi người biết rồi đúng không? Tsukuru là tạo ra. Mai cua sang tochiu, giữa chừng, ok. Đó, thì mọi người có thể tham khảo thêm 3 đáp án còn lại với 3 chữ Hán này nhé. Hay, ok. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 7 này. Mọi người tập trung nhé. Isoede oyu wo wakashite kudasai. Isoede oyu wo wakashite kudasai. Về chữ Hán thì không có vấn đề gì đúng không? Wakasu và isogu. Quỳnh Hana chọn 3. Bạn Như 3, nước nóng. Phạm Ngô Thị Bình chọn 3, nước sôi. Hay. Đỗ Hồng Khánh 7 là 2, Song Hỷ 73, Bảo Long 73 là nước nóng. Bạn Thiên Kim là 2, nước ấm. Ok, đáp án chính xác của câu này là 3 mọi người ạ. Đây là cách đọc cho từ oyu. Oyu là nước nóng, mọi người biết rồi đúng không? Vậy câu này mình sẽ dịch là hãy, một câu ra lệnh này, vete kudasai. Hãy gì nhỉ? Hãy đun nước nóng nhanh lên. Có thể đun nước pha trà này, đúng không? Pha cà phê, đun nước nhanh lên. Trần Thúy Vân chọn 3, bạn Hoàng Hiệp 3, Văn Hợp 3. Ok, rất là tốt ạ. Còn lại có một số bạn đang chọn 2 thì chúng ta nhìn kỹ nhé. Đây là chữ ôn ạ. Ôn mà mình sẽ gặp trong từ atatakai. Atatakai, được chưa? Atatakai là ấm. Còn từ số 1. Từ số 1 thì đây là chữ dục, mình có cách đọc là abiru. Abiru. Còn từ số 4 là netsu. Chữ dục có nghĩa là tắm ấy, còn abiru là động từ tắm đúng không? Tắm vòi hoa sen. Đáp án số 4, netsu ở đây là chữ sốt đúng rồi, netsu ga aru đúng không? Là sốt. Còn nghĩa gốc của nó netsu là nhiệt độ. Ok. 8番. Đại học ni haitte kara shinchou ga kawatte inai. Thúy Nguyễn chọn 3, 2. Bạn Như là 3, chiều cao. Ngô Thị Bình 3, chiều cao. Hãy chan trang sang vào vạ, sekai desu ne. Chính xác đáp án này là 3, có cách đọc là từ shinchou. Shinchou ở đây là chiều cao, đúng không? Mình sẽ dịch câu trên như sau này. VT kara, sau khi vào trường đại học thì chiều cao của tôi đã không thay đổi mấy, không thay đổi gì cả. Ví dụ như mình dạy thì ấy các bạn, thì sẽ có một khoảng thời gian chiều cao chững lại đúng không? Mình không thể cao lên nữa. Ok, chữ số 1 chúng ta cùng đọc này. Đây là senaka. Đúng không? Senaka là cái lưng. Ví dụ như là senaka ga takai desu ne, đúng không? Cao nhỉ này. Chữ số 2 các bạn có đọc được chữ Hán này không nhỉ? Hai. Kore wa hai go desu ne. Hai go. Hai gộ thì mình có thể dịch là phía sau lưng, theo nghĩa bóng luôn. Bởi vì đây là cái lưng đúng không? Là chữ C chúng ta biết rồi, C no usiro. Đó, thì ghép lại là hai gộ, có nghĩa là phía sau lưng. Ngoài ra nếu mà mang nghĩa bóng nhá, thì mọi người có thể dịch là phía sau của sự thật, có một cái vụ việc nào đó cũng được. Còn từ số 4 thì không có từ này nhá. Konna kanji ga nai desu yo. Số 4 em không biết bởi vì không có chữ này, nên là không biết là đúng rồi, không sao cả. Đấy, chúng ta đi tiếp này mọi người ơi. Câu số 9 nhá, một câu về katakana. Densha ya basu no naka de wa sawaidari shinai de nani nani wo mamori shimashou. Vũ Quang Linh là 1, 2. Hiệp Nguyễn Công 2. 2 luật lệ. So desu ka. Mai Cua chọn 1. Đoàn Thám chọn 1. Ameyuki 1, 2. Chan chang, ichiban desu ne. Omedetou gozaimasu. Ok, từ mana. Đây, xuất phát từ từ tiếng Anh này nhá. Các bạn có học tốt tiếng Anh không? Nếu bạn nào mà học giỏi tiếng Anh một chút xíu thì rất là hỗ trợ đúng không? Cho việc học katakana của tiếng Nhật. Còn cả câu trên có bạn nào dịch chưa ạ? Câu ví dụ ạ. Densha ya basu no naka de wa, tức là ở trên tàu điện và xe buýt này thì nai de, mọi người đừng làm gì nhỉ? Đừng làm ồn. Mọi người đừng làm ồn mà hãy tuân thủ luật lệ, giữ gìn trật tự nơi công cộng này, đúng không? Gọi là mana, ok không? Từ số 2 là menu. Rồi, từ này không ai không biết đúng không? Menu là thực đơn này. Từ số 3 là tốc độ, chính xác speed của từ speed. Đấy. Còn từ số 4 idea. Ok. Idea là ý tưởng. Đấy, ok. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 10. Đấy. Yuki ga futte iru hi wa nani nani yasui kara kio tsukemashou. Bạn Hồng Ngọc chọn 3, Nguyễn Thị Hằng chọn 3, Thúy Nghiễn chọn 3, Đỗ Hồng Khánh 3, Bạch Trang 3, dễ trơn trượt. Vũ Quang Linh là 3, hay. Vương Hà 3, ok. Lê Đức Nam là 3, hay, ok. Câu này chúng ta sẽ có như sau. Vào những ngày mà tuyết rơi, đúng không? Bởi vì rất là dễ. Yasui chúng ta học cuối N4 rồi. Suberi, ok. suberi, rất là dễ trơn trượt, cho nên mọi người hãy kyo tsukemashou, hãy cẩn thận nhé, hãy chú ý nhé. Đúng rồi, bạn Như Sàng này, ngày tuyết rơi dễ trượt nên hãy chú ý. Ok. Mai Cua Sàng bạn có bình luận là một là dừng. Ok, chính xác chứ. Tomari, tomaru, đúng không? Dừng lại. Chữ số 2 thì sao ạ? 2 là chạy, so desu ne. Hashiru. Hashiru là chạy. Chữ số 4 thì sao ạ? Yonban. Ok. Bạn Đoàn Thắm số 4 là đi bộ. Ok. Aruku. Đấy, rất là tốt ạ. Cảm ơn mọi người. Đấy. Rồi, 1 phút dành cho quảng cáo đúng không ạ? Coi như là một cái khoảng thời gian nhỏ chúng ta QK giữa giờ mọi người nhé. Trong thời gian này thì mọi người vừa nghe để tham khảo thêm này. Ngoài ra mọi người nhớ là thả tim hoặc là bình luận bên dưới nhé. Ở đây thì Dũng Mori đang triển khai một lớp luyện đề VIP 500 dành cho các bạn là đối tượng chuẩn bị thi ở kỳ thi sắp tới. Lịch khai giảng đó chính là vào ngày 10 tháng 6. Còn 2 tuần nữa thôi đúng không? Mọi người nhanh chân đăng ký nhé. Khung giờ là 19 đến 21 giờ của Việt Nam ạ, vào các tối thứ 2, 4, 6. Lớp này thì có mục đích là sẽ giúp cho các bạn thực hành chiến lược làm bài thi này, có phương pháp chọn đáp án đúng, mẹo làm bài từng kỹ năng và luyện đề thực tế. Ngoài ra thì có một điều rất là quan trọng, đó là phần quà tặng mà các bạn sẽ được nhận khi tham gia khóa học này. Đó là mọi người sẽ được tặng một bộ ebook và một khóa luyện đề online ở trên app của Dũng Mori nữa. Mọi người nhanh chân đăng ký nhé. Bạn nào mà có quan tâm thì mọi người có thể là nhắn tin trực tiếp cho fanpage của Dũng Mori, sẽ được hỗ trợ chi tiết và chính xác nhất. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một nửa sau là 10 câu còn lại. Hai. Min sensei arigatou gozaimashita. Ok, xin chào mọi người. Ok, từ đây mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Ok. Đầu tiên là câu 11. Hai. Daigaku o sotsugyou shitara すぐ大学院に何々するつもりだ。本さんかな。そう思う。花さんそう思う。本国さんそう思う。ハンさんそう思う。進学そうですね。はい。書いておくら進学ね。進学。はい、ありがとうございます。じゃあ答えは1番です。はい。皆さんいいですね。進学です。はい。そう進学ですね。ほんげらほってよ。はい。国連科学大学院は科学ですね。はい、そう大学を卒業したらsau khi tốt nghiệp trường đại học sau khi ra trường tôi sẽ học lên tiếp cao học. Bạn Nguyễn Khánh và Bạch Trang có comment cả 3 đáp án còn lại rồi. Arigatou gozaimasu. Môn học nghiên cứu và bài giảng. そうですね。はい。môn học 学問ですね。3番研究だからとのな。この総本講義たら大学の授業ですね。はい、倍算。そうですね。はい。次です。はい。tiếp theo chúng ta có câu này. Mình đọc thử xem nhá. 森さんはおとなしい人だと思っていたが、何々積極的でよく話す。Đạt 1, Kiều Nga 1, Hoa Nguyễn 3. OK OK. Thamさんそう思う、兄さんそう思う。あ、クワンさん、意外、そうですね。書いとくら意外にですね。意外に。意外に。はい。絶対に。OK。はい。じゃあ答えは1番です。はい。意外にですね。はい。意外にこげらずにょ。もあいとんとん。はいら、本語ら。はい、そうですね。森さん、あいもり。森さんはおとなしい人だと思っていたが、tôi cứ nghĩ là Mori san là một người おとなしい人。Trong trường hợp này có thể dịch được là ít nói. Tôi cứ nghĩ là Mori san là một người ít nói, nhưng không ngờ là thật ra là tích cực nghĩa là tích cực và hay nói. Hay nói, yoku hanasu, hay nói hoặc là có thể dịch được là hoặc ngon à? Hay. Mình cho quên sử dụng cái từ này. Hoặc ngon, hay. Có cái từ như thế này. Kyuni là đột nhiên. Wow, đột nhiên. Bikkuri suru. Hay, đột nhiên, kyuni. Còn soba là zettai ni là tuyệt đối à? Hay. Tuyệt đối hay là chắc chắn là. Trong trường hợp này thì là igai ni là hợp lý hơn. Số 4 無理に 3 tiếng Việt thì là thường chúng ta hay nói là 無理にしないで À, mưu lý shinai de, ganbari suginai, đừng cố gắng nữa. Rồi, đừng quá sức quá. Tiếp theo nha. Câu 13. Ô, hơi ngắn nhỉ, câu này. Mabushikute, kanban no ji ga yoku miemasen. Bảo Long-san, Sobon, Big Ngọc-san, Sobon, Mai Qua-san, Sobon, Qua-san, bị trói, so desu ne. Sáng quá. Sáng quá, so desu ne. Bài này thì không khó nhỉ? Mabushikute, có nghĩa là trói, trói desu ne. Trói quá. Vì trói quá nên là tôi không nhìn được chữ trên bảng quảng cáo. So desu ne. Trói có nghĩa là akarusuku de sáng quá, chotto chikai desu ne. Imi ga chikai desu. Nanode kotae wa 4 desu ne. Còn số 2 thì là ý nghĩa ngược lại. Kurasugite là vì tối quá. Chisasugite, chisai, bé. Vì bé quá thì không nhìn được. 3番 薄すぎて có nghĩa là gì nhỉ? Mờ quá. Mờ. Usui trong phần like lần trước đúng không? Chúng ta cũng đã từng nói qua, có nghĩa là nhạt hoặc là từ mỏng, đúng không? Mờ. Nếu mà chữ thì mình có thể dịch là mờ cũng được, chữ mờ quá. À vâng ạ. Ok ok. Sō desu ne. Hai, wakarimashita. Ma ichiban ii no wa 4 desu ne. Akarusugite yoku miemasen. Minasan, kore wa wakariasui desu ne. Tsugi desu. Oh. これは簡単かな、短いですね。昨日は本当にくたびれた。そも疲れた。そうですね。め、ひーさんめ。コーバーホダオさんめ。ラムさんめもい。これは難しくないですね。くたびれたこげら。そう、どんぎゃ疲れた。疲れました。そうそうそうそう。くたびれたこげらめもい。giống như số 1 nhé. 疲れました。Hôm qua tôi thật là mệt mỏi rồi, hết sức rồi. Sonna kanji desu ne. Số 2 gặp khó khăn, gặp khó khăn hoặc là bối rối à? Bối rối. Bối rối, khó khăn này. Bối rối. Này. Không biết làm thế nào. Bối rối. Số 3 buồn ngủ, so desu ne. Buồn ngủ. Nemukatta, đã buồn ngủ. Số 4 hazukashii là gì? Hazukashii. Xấu hổ hay là bị ngại hay là xấu hổ. So desu ne. Ii desu ne. Tiếp theo nha. Watashi wa hoka no hito ni wa hanasenai koto mo me haha hanaseru. Queen-san số 2, Mai-Kua-san số 1. Ok ok. Số 1 hay là số 2 nhỉ mọi người? Ok desu. Ja kotae o misemasu ne. Kotae wa docchi kana? 1 番です。Haha ni nara hanaseru. Ni nara, có nghĩa là thì, điều kiện desu ne, điều kiện. Haha ni nara hanaseru. Với mẹ thì tôi có thể chia sẻ những gì mà tôi không dám chia sẻ với người khác. Đây kiểu so sánh mẹ với người khác ấy. Nên là thật ra là ni nara là hợp lý nhất. Còn ni bakari là toàn, chỉ toàn với mẹ. Haha ni bakari hanaseru. Ma so desu ne. Ni bakari ga aru toki wa amari seru, この可能のできるこの文母にばかり母にばかりの時は話せるは言えないですね。話すとかまあ話しているならできます。この3番「えっと」「え」などこれは違いますね。16番ですね。アルバイトを始めることにしました。何々週1回だけですが。フインさんそばクインさんってらそうぼんおタムさんそう思うな。ダオさんそうぼんそこで OK OK. Đúng rồi, Ngọc Sàng phải giữ chính kiến nhé. Bạch Trân Sàng Mộ dù nói là như vậy. Ii desu ne. Han Sàng số 1. So đáp án là thật ra là số 1 と言ってもアルバイトを始めることにしました. Tôi đã quyết định bắt đầu đi làm thêm. Toitemo, hãy nói như vậy cũng chỉ là một lần trong tuần thôi. Hãy toitemo, có nghĩa là tuy nói là hay là nói thế cũng, hãy, そんな意味ですね. Hãy, số hai kara toitte cũng ý nghĩa hơi nhiều nhau một tí, nên là có thể thắc mắc là tại sao không phải là số hai nhỉ? Hãy, thật ra là số hai kara toitte là rất hay đi với kagiranai. Hãy, kagiranai ですね. Hãy, ví dụ là 日本人だからといって日本語が教えられるとは限らない。日本人だからといって日本語が教えられるとは限らない。Có nghĩa là không phải cứ người Nhật là có thể dạy tiếng Nhật. Đó, hãy, よく限らないと一緒に行きます。はい。Với lại, tôi 言っても thì có thể ở đầu câu ấy, nhưng mà kara toitte là không được ở đây. Hãy. Phải có một cách kết hợp phía trước thì mới được cộng kara toitte. そうですね。はい。3番ところで。ところでこれらしいよ。ところで là nhân tiện. Hãy, khi mà chúng ta muốn thay đổi chủ đề, hãy, thì sử dụng cái ngữ pháp này, ところで nhân tiện. Hãy. Còn số 4, そこで là do vậy. Hãy. Do vậy, vì vậy. Hãy. Vì thế, vì vậy. Lý由で、はいはい、そうですね。だから、はい。例えば、うん。そこで私は、家に帰ることにしました。Do vậy, tôi đã quyết định là về nhà. はい。理由ですね、これは。trong trường hợp này thì số 1 tôi 言っても là hợp lý nhất. はい。khi nào có buổi N2 vậy Sensei? N2 thì bạn gồm 77. Chúng ta có thể xem vào sáng thứ 3 này là chữa đọc hiểu gồm N3 và N2. Còn sáng ngày mai nữa nhé, sáng ngày mai là sáng thứ 6. Chúng ta sẽ có chữa chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp của N3 và N2. Đặc biệt là những câu khó ạ. Các bạn N2 tranh thủ xem nhé. Hai. Ok, tiếp theo nhé. Ồ, câu này hơi dài nhá. Hơi dài và nhiều chữ Hán nhưng mà mọi người cố gắng nhá. Hai, mình sẽ giải đáp cho. Saifu o table no ue ni naninani toire ni itta node dareka ni torarete shimatta. Hai. Tuy Nguyễn-san soba, Nguyễn-phong-san soba, Chan-san soba. Ok, ok, いいですね。はい。財布は ví ですね。ví はい。テーブルの上にチェンバンどうしましたか。はい。テーブルの上にどうしましたか。その後トイレに行きましたか。はい。Guan-san soba, Tam-san soba。はい。いいですね。これはあまり難しくないかな。Su này, Lina này, Đinh Lan này, bạn Bơ. Đấy. Mọi người học ra là giỏi luôn. Hãy. Số 3, Oita mama để nguyên trên bảng. Hãy. Còn số 1, hãy, mình thấy có một hai bạn trong số 1 nhưng mà okazu ni là để không. Hãy. Okanai desu ne. Hãy. Table no ue ni, nếu mà không để trên bảng thì là chắc là không có ai ăn cắp. Số 1 ちょっと違いますね. Hãy. Do mình đã để ví của mình trên bảng ấy, nên là khi mình và mình đi vệ sinh nên là bị ăn cắp rồi, bị ai đó ăn cắp. Hãy. Torarete shimatta. Nusumimasu ne, ăn cắp. Hãy. Còn số 2, oita mono de. Oita mono de. Ở đây có cấu trúc mono da. Hãy. Mono da cũng nhiều ý nghĩa, ví dụ là khi mà mình nhớ ra ngày xưa. Hãy. 昔はよくお父さんに怒られたものだ。ngày xưa thì tôi đã bị bố của mình mắng rất là nhiều. はい、そんな感じですね。この場合は違いますね。置けばよかった。はい、置けばよかった。これは cái ngữ pháp này diễn tả kiểu sự hối hận ấy. Giá mà hay là lẽ ra tôi nên kiểu như vậy. はい、ví dụ là あの時あの子に告白すればよかった。giá mà hôm đó tôi đã tỏ tình với cô ấy chẳng hạn. Đó mà kago no koto desu ne. Hai. Minasan ii desu ka, wakarimasu ka? Hai. Câu 18. Hai. Min-san, kongetsu de shigoto wo naninani desu ne. Lee-san trả lời là e, yamete fuku no mise wo hirakou to omotte imasu. Hai. Min-kwan-san soba thám sản số 3, nhiều người trong số 3 nhỉ. Yến sản số 3, Bảo Long sản số 3, số 3 だ。はい、他の人どうですか？ OK、あまり時間がないので答えを見せますね。はい。thật ra là số 1 mọi người ạ, yameru sou desu ne. はい。タイマイさん総本やめたんだって。OK、OK。はい。yameru sou。ミンさん今月で仕事を辞めるそうですね。はい。Ở đây có ngữ pháp sâu này, có nghĩa là gì nhỉ? Nghe nói là Min-san ơi, nghe nói là cậu sẽ nghỉ việc hết tháng này nhỉ? Hết tháng này thì cậu sẽ nghỉ việc nhỉ? Nghe nói là thế. Hãy, sonaimi desu ne, yameru sou desu ne. Hãy. Còn có rất nhiều người trong số 3, yame sou. Bên này thì có nghĩa là có vẻ như là, trông có vẻ là. Hãy. Nhưng mà shigoto ga trông có vẻ nghỉ việc nó là trạng thái như thế nào? Ý là chắc là Min-san không cố gắng làm việc cả. Dù làm việc mà xem TikTok thì không nhận có vẻ sắp nghỉ việc. Nhưng mà trong trường hợp này thì số 1 nha, yameru sou, nghe nói là hết tháng này thì bạn sẽ nghỉ việc nhỉ. E yamete fuku no mise o hirakou to omotte imasu. Min-san nghỉ việc xong làm gì à? Khai trương quán áo. Quán quần áo. À, quán quần áo, so desu ne. Hai. So hai thì là yamete hoshii. Yamete hoshii desu ka? Chotto yokunai desu ne. Hai. So bon, yametan datte. Thật ra là yametan datte cũng có ý nghĩa là nghe nói là, nhưng mà có sự khác biệt là yametan datte thì là đến cuối câu. Nha, hôm nay của đây nha. Yametan datte desu ne. Thì là thật ra là không được. Nếu mà yametandatte và ở đây kết thúc một câu thì là được. Nhưng mà do ở đây có desu ne nên là phải là số 1 yameru sou. Với đây yametandatte ngữ pháp này nhé, chúng ta có thể chỉ có thể nói được về người thứ ba này. Khi mà, nhưng mà câu này thì là chúng ta nói về đối phương đang đối diện đúng không? Lúc đó thì chúng ta không thể sử dụng yametandatte mà là yameru sou. Tiếp theo nhé. Câu 19 nhé. Tomodachi kara no. Bài này phải sắp xếp nhé. Sắp xếp thứ tự. Sukkari wasurete ita meiru ga kuru made toyu koto o. Hay là kyou ga reporto no shimekiri bi datta. はい、ちょっと難しいかな。タンタトゥーさん、はい、ボンバーも。はい、ボンバーも。OK、OK。テンさん、はい、バーボンもだ。メールが来る。バオロンさん、はい、ボンバーも。ヘプさんくんわい。ハーさんくんわい。はい、ボンバーも。はい。皆さん、いいですね。他の人はどうですか？スイ・ンウェンさん、はい、ボンバーも。Nguyễn Thị Tuyển Sang, Tham Sang, Mai Qua Sang cũng vậy. いいですね。はい、皆さんほとんど同じですね。はい。答えは、はい、そうです。はい、ボンバーも。はい。友達からの、メールが来るまで、今日がレポートの締め切り日だったということをすっかり忘れていた。はい、すっかり忘れた。hoàn toàn quên hết rồi。はい、そうですね。はい、ボンバーも。友達からの、のがありますから、後ろ名詞ですね。はい、名詞、メールが来るまで。はい。電気屋と、E メールと番号はといだ、これへっぞい。これへっかいじ。何を忘れましたか？はい。今日がレポートの締め切り日だった。本来は反の場を買おう。はい。そうですね。ということがここに来ます。はい。じゃあ次いきますね。だから高校行くんにゃ。はい。最近の男性は入中判定。最近の男性は掃除や洗濯何々何々だってやりますよ。はい。ゆきさんはいはいもボンバー。ガオさんソハや。はいソハや。オッケーオッケー。他の人どうですか？ごくにゅうさんもはいボンバー。もはいボンバーナ、はい皆さん答えが違いますね。mọi người trả lời khác nhau. Thiên Kim Sảng 1423. Hay. Hai, sekai wa dou desu ka? 1423ですね。はい。最近の男性は掃除や洗濯はもちろん、はい、料理や子育てだってやりますよ。はい。Nếu mà mọi người biết ngữ pháp này thì là không khó. À, ví dụ E ya B wa mochiron C ya D mo. 皆さんこれ勉強しましたか？はい、この文法はkhông chỉ là A và V mà là không những là cũng là C và V, C và D ですね。はい。なので最近の男性は掃除や洗濯はもちろん掃除と洗濯が A と B ですね。はい。A や B はもちろんはもちろん C や D も C が料理で D が子育てかな。はい。そうそうそう。掃除や洗濯、掃除は何ですか？dọn dẹp、dọn nhàですね。洗濯は、giặt áo、giặt giũ、はい、giặt áo、はい。最近の男性、đàn ông gần đây、đàn ông dạo gần đây、はい。掃除もやります、洗濯もやります。でも料理や子育てももちろんやります。はい。料理は農耕、子育てはチャムソッコンかな。はい。どうですか？皆さんどう思いますか？はい、最近の男性はやりますかね？Rồi, nam giới gần đây thì không chỉ là biết dọn dẹp hoặc là giặt giũ đúng không? Mà còn cả chăm con và nấu cơm nữa, nấu ăn nữa. Nấu cơm. Hai. Chào. 皆さんわかりますかね？はい。いかがでしたか？皆さんわかりましたか？Rồi, rất cảm ơn mọi người vì đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay, chữa đề N3 đúng không ạ? Và ở đây sẽ có một câu danh ngôn, chúng ta cùng tìm hiểu qua câu nói này nhé. Akirametai toki ni hajimeta riyū wo kangaete kudasai. Hãy shite masu ka? Vietnam語で通訳してできますか？ベトナム語何かな？はい。はい。Rồi, mỗi khi mà các bạn muốn bỏ cuộc thì hãy nghĩ đến lý do tại sao chúng ta bắt đầu. Đúng không? Và ngày hôm nay chúng ta đã đi đến đây rồi. Các bạn cũng chỉ còn hơn một tháng một chút xíu nữa thôi là đến kỳ thi JLPT tháng 7 sắp tới. Vì vậy mọi người hãy dồn hết công suất đúng không? Hãy cố gắng đến mình, cố gắng hết mình, cố gắng đến cùng mọi người nhé. Hãy. Chào kyo wa kore de owarimashita. Minasan otsukaresama deshita. Arigatou gozaimashita. Mata aimashou ne. Hai, mata. Lai shuu no mokyobi. Arigatou gozaimashita.